Giá nhìn dễ thương buồn. À, trước ống kính màn hình thì cả nhà cũng nhìn thấy đây là một con bé chó, một con bé chó con rất là dễ thương luôn cả nhà. Thì hồi tối này thì Thi Lê có nhận được cuộc điện thoại của một cái người em trai chạy Grab á cả nhà, chạy giao hàng á. Thì em trai này nói là có nhặt con bé giữa đường gì đó. Thì bây giờ cả nhà cùng nghe cái người em trai này chia sẻ nha cả nhà. Anh chào em. Cho anh hỏi là con bé chó này như thế nào em ha? Chó này nó để ta ở nhà đó đó. Thấy con chó này mất cái sợi dây nó ở ngoài đường. Mà thấy không ai vô nuôi hết. Tối rồi không ai thèm cứ mở cửa thì người nếu mà nhìn nhà ra nuôi á thì ta phải cho con chó vô nhà, nhưng mà không ai nuôi. Mà người ta mất cái sợi dây sắt á, người ta mất cái ngoài luôn. Là cọng dây của nó luôn á. Cọng dây của nó luôn. Đó, thấy nó đói bụng quá, em cho nó hai bánh ăn ngoài giống như là nó mấy ngày mấy đêm nó chưa ăn vậy á. Là lúc đó mấy giờ em nhớ không? Lúc đó là cũng 10 giờ rồi. 10 giờ tối ha, 10 giờ đêm rồi. Ấy. Thế nó như ăn cho thêm uống thêm một chai nước suối nữa. Đó, là uống sạch luôn. Giờ nhà em ăn thêm một chén cơm luôn, uống quýt sạch luôn. Uống chai nước suối nữa. Chai nước suối luôn. Trời ơi ghét vậy. Vậy anh tưởng nó bị đi lạc hay tai nạn gì chứ? Nhưng mà em có thể nói cái cụ thể mà cái con bé chó này em phát hiện đoạn đường nào không? Để nhiều khi anh đăng tải cái clip lên, nhiều khi chủ nó lạc hay là như thế nào đó. Nhưng mà lúc mà em gặp nó là nó bị móc vô cái cửa hay là như thế nào? Móc vô cái cửa, hàng rào cửa, cổng cảnh đó. Là người ta móc nguyên cái sợi dây ngoài ngoài luôn. À đó, vậy hả? Không ai thèm nói luôn. Cái, em thấy nó đói bụng quá, em mới xuống em thấy chó, em cũng thấy chó, em lấy cái bánh gạo á, chó nó ăn là xuống nó táp đó, nó táp rồi mấy ngày mấy đêm gì đó. Đấy. Không thấy em thấy là hết bánh rồi, cái đầu em đi qua bên kia tập quá này, em muốn mua bánh thêm cho nó ăn. Đó là quýnh sập luôn. Xong em mới mua lấy chai nước suối của em uống á. Đó, chai nước lọc cho nó đổ vô uống là uống sập luôn. Mà cái điều quan trọng là sao em không nuôi? Nãy em cháu em xuống thấy con chó sợ nó xa không nuôi. Mà cái sao mà Trình hỏi sao em biết anh vậy? Thì em cũng coi nhất anh nhiều lắm rồi. Nên em mới điện cho anh. Ê. Lắm biết ra đường tự đái, tự ra đường mới ra đái ỉa nha. Mặt dễ thương bộ chứ không có trong nhà đái ỉa đâu. Trời ơi cái này là thì nói chung thì anh sẽ nhận bé này đó, nhưng mà để đăng tải cái clip lên coi có chủ nào của nó nhận hay không, rồi có gì anh gọi cho em biết ha. Hôm qua nó nhồi nhồi làm em gớt cái bóp tiền rồi xong luôn, gớt cái bóp tiền luôn. Trời ơi nhồi em làm em gớt luôn. Ghê, mấy nay từ hôm qua giờ em có kêu nó không? Từ đêm qua giờ em có kêu tên gì không? Tính là đặt nó kêu tên Vàng. Cái đầu nó đùa em. Vàng, đây coi. Đây nè, đưa tay coi. Đưa tay lên coi. Vàng ơi, đưa tay nè. Nè, ba mới kìa, ở nhà mới đi. Cho đưa nó... cái tay lên coi, tay nè. Rồi là từ em ở từ bên Bình Tân hôm qua. Em nhà em ở quận 5. Quận 5. Ghê, vô chọn lấy cây xúc xích cho em ăn coi em ăn không. Đó, mình tháo ra buôn. Mặt nhìn nhà lành đó ha. Nó được cái à, hôm qua là em bỏ nó trong toilet là không lấy á. Em bỏ lên phòng em cũng không lấy ỉa luôn. Sáng em đem ra rồi được. Lết. Nó mới đáy rồi á. Lết. Còn nó mới ăn qua no rồi nè, con ăn đi. Xích nè. Ăn quá no hay gì rồi. Cái bụng quá kìa. Quá nó ăn nguyên chén cơm luôn á anh. Con chó này mình nghĩ gì sức nó ăn chén cơm luôn là nó đói luôn dữ lắm rồi. Ăn chén cơm uống hết chén suối luôn. Uống hết chai nước luôn. Rồi ok, thôi vậy anh cảm ơn em nhiều nha. Sáng em điện em lấy quả về còn anh làm vệ sinh ở trong á.
Trời, 5 giờ sáng rồi phải dậy rồi. Mấy trăm con chấm á. Anh thấy em coi anh ra bếp anh lâu rồi, em có con chó mà nhà gặp sáng mấy cháu mà gặp nó sợ, cái em kêu lại vuốt nó đi. Thấy nó cũng dễ thương quá trời. Nhưng mà nè, em nghĩ là nó giống như là chủ nó bỏ nó vậy hay là nếu mà đặt trường hợp như anh này, anh có bỏ chó ngoài đường không? Đúng không? Móc phun xích trong ngoài đường không? Đó. Mắc cỡ. Giả bộ á. Thì anh nghĩ á, cái con chó là có cọng dây cổ với lại có cái cọng dây nè là chủ người ta đang nuôi, nhưng mà biết vì cái lý do gì á, là chủ nhiều khi á, anh nghĩ là người ta nuôi vậy nhưng mà tối nó cho ra đường, người ta để vậy đó. Nếu người ta ra đường, người ta sẽ móc cái dây này vô chồng. Không có ai mà móc cái cọng kẽm ngoài. Lại là cái nhà của sao ta, nhà em diễn tả thôi. Cái nhà đó, nhà trọ hay gì á. À. Thì đó giống như anh nghĩ gì cọng sợi dây lông ở ngoài vậy á. Cái móc này cọng ngoài cọng sợi. Chứ ghề ăn hết luôn, ghề với bộ kìa. Chứ anh nghĩ con bé chó này nó sạch sẽ dễ thương với bộ, chứ đâu phải dơ dái gì đâu. Để anh chúc anh lên cái hội của anh coi có ai đăng lên không. Là lúc 10 giờ đêm ha. Thôi ăn từ từ, ăn từ từ. Ở đây nha, ở đây với tôi nha, nghe không? Nó lại cho mặt long long á. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Là tối bắt canh bắt nó cái mất cái bóp luôn, mất bóp đèn luôn. Em lại nó nhồi nè, em mập nó cứ chồi bồi qua bồi lại bồi trời. Nãy qua em, lúc mà anh đi lại cái quán ăn á để em mua nước á. Cái nó ăn cái ốc á, trời em đẩy nó ăn, trời em sợ nó nuốt hụt lên họng cho nó ra miếng nhiều á. Em sợ nó nuốt cái họng nó đói quá, em sợ nó ăn nó mất ngã chết. Rồi sáng sớm mượn cái bà sớm 50.000 mang qua đây à. Bà đổ xăng mang qua đây à. Thì nói chứ em có muốn anh gửi lại tiền xe cho em không? Thôi em. Hả? Đâu thì có là có gì đâu, có gì em cứ nói thẳng đâu sao đâu. Đền tài đúng không? Ở đây thì anh gửi lại tiền xe cho em. Mà tối bắt nó mất cái bóp có nhiều tiền không? Mà em đưa 1 triệu em để cho xe. Thôi thì bây giờ anh nói em nghe nè, anh sẽ gửi lại cái tiền xăng cho em, nhưng với lại cái tiền mất bóp gì đó thôi, anh chỉ có 500.000 thôi nha. Em cảm ơn mình. Em thấy anh là người tốt, anh nuôi chó là em thấy mừng. Nói chứ không có em thì con bé chó này không biết tối này nó sẽ ra sao. Đó. Thôi thì anh vì con bé chó này mất cái bóp rồi em không có tiền qua đây nữa. Em phải mượn hàng xóm 50-50 ngàn nữa thôi. Coi như là anh phụ em cái tiền tiền xăng với lại tiền mất cái bóp về tối nè nha. Anh cảm ơn em nhiều nha Tài. Buôn ơi, dẫn em vô buôn. Nó ngoan lắm, nói chung là nó ngoan kỳ luôn. Dẫn em đi chơi luôn đi. Này con trai. Dạ. Con trai. Đi lên. Dạ, đi. Phải ăn xúc xích lắm á.